Quý khán giả đang theo dõi bản tin trong ngày của đài CBN trên băng tần 18.14. Và bây giờ Quang Nhật sẽ trở lại với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ cho biết đảng Cộng Hòa không đủ số phiếu để bác bỏ vụ kiện trước khi nghe phía Dân Chủ trình bày. Phiên tòa Thượng viện dự kiến bắt đầu vào thứ Ba 21 tháng 1 và Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham trước đây đã đưa ra ý tưởng rằng đa số Thượng nghị sĩ Cộng Hòa có thể bỏ phiếu ngay lập tức để bác bỏ vụ kiện trước khi nghe bất kỳ lập luận nào. Nhưng bây giờ thì ông nói rằng điều này dường như không có khả năng do thiếu sự hỗ trợ của đảng Cộng Hòa cho hành động đó. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tự tin rằng đảng Cộng Hòa vẫn đoàn kết để tha bổng Tổng thống Trump khi kết thúc phiên tòa. Mặc dù phiên tòa sẽ bắt đầu vào thứ Ba ngày mai, cả hai bên đã nộp các tài liệu trình bày các lập luận. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì đảng Dân Chủ của Hạ viện muốn gọi thêm các nhân chứng. Ngoài việc trình bày lập luận của mình, đảng Dân Chủ Hạ viện muốn gọi các nhân chứng như cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, người đã không ra làm chứng trong cuộc điều tra luận tội của Hạ viện do yêu cầu đặc quyền hành pháp của Tổng thống Trump. Các thượng nghị sĩ như Ted Cruz, Lisa Murkowski và Susan Collins nằm trong một nhóm nhỏ những người Cộng Hòa có thể ủng hộ kêu gọi các nhân chứng mới. Đảng Dân Chủ sẽ cần những thượng nghị sĩ này và ít nhất một người nữa để có thể gọi nhân chứng. Nhưng ông Graham cảnh báo rằng nếu Dân Chủ kêu gọi những nhân chứng này ra, thì Cộng Hòa sẽ tìm cách gọi nhân chứng là Hunter Biden. Báo New York Times ủng hộ hai nữ ứng cử viên của Tổng thống. Hai nữ ứng cử viên được nhật báo New York Times ủng hộ là các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Amy Klobuchar. Trong bài bình luận để giải thích sự ủng hộ này, ban liên tập tờ báo nhận xét rằng đang có cuộc giằng co giữa hai tầm nhìn bên trong đảng Dân Chủ. Một bên ôn hòa, một bên cấp tiến. Bên ôn hòa đại diện là bà Amy Klobuchar tin rằng vấn đề của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump chỉ là nhất thời và cần phải đưa Hoa Kỳ quay trở về bình thường, sự ổn định. Nhưng bên cấp tiến thì bà Elizabeth Warren lại cho rằng nhiệm kỳ Tổng thống Trump là sản phẩm của hệ thống chính trị, kinh tế đã mục nát hiện tại và cần phải thay đổi toàn diện. Nhật báo New York Times bình luận cả hai bên đều cần cân nhắc nghiêm túc, dù là theo các ý tưởng hoàn toàn mới và lạ hay quay về với sự ổn định. Như thế, bầu cử 2020 là cuộc chạy đua giữa ba tầm nhìn dành cho nước Mỹ, giữa hai phe trong đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa của Tổng thống Trump. Ứng cử viên Joe Biden cáo buộc ban vận động của ông Bernie Sanders phổ biến video bị sửa chữa. Cựu phó tổng thống Joe Biden đã bị các cử tri vặn hỏi khi ông đến vận động tranh cử tại Iowa về tin đồn là ông muốn cắt an sinh xã hội. Ông nói ông không và chưa bao giờ có ý định muốn cắt chương trình an sinh xã hội. Ông Biden nói thêm, người của ông Bernie đã phổ biến một video bị cắt xén để cho thấy ông đồng ý với cựu chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Paul Ryan là an sinh xã hội nên được tư hữu quá. Ông Biden còn cho biết thêm, nó là một lời nói láo hoàn toàn. Tôi muốn thấy ban vận động của ông hãy đứng lên và bỏ việc này nếu họ chưa làm. Sau sự việc này, ban vận động của ông Biden nói là gần đây thì bên phe của ông Sanders nói ông Biden đã từng đề nghị cắt an sinh xã hội. Ban vận động Sanders chỉ ra một bài diễn văn ông Biden đọc ở tổ chức nghiên cứu Brookings Institution vào năm 2018 khi ông Biden nói rằng kế hoạch của ông Ryan cải tổ thuế vụ. Địa chỉ Politics Fact nhận định là bản tin của ban vận động Sanders là không đúng sự thật và gian dối. Hãng thông tấn Reuters nói rằng họ đã yêu cầu ban vận động Sanders hãy trả lời cho cáo buộc của ông Biden nhưng chưa có trả lời. Tin ứng cử viên Tổng thống Bloomberg cam kết thu hẹp khoảng cách giàu nghèo cho người Hoa Kỳ da đen. Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân Chủ Michael Bloomberg hôm Chủ nhật cam kết thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa người Hoa Kỳ và người da màu và da trắng bằng cách thúc đẩy người da màu sở hữu nhà và doanh nghiệp cũng như đầu tư vào các khu dân cư nghèo. Phát biểu tại Tulsa, Oklahoma một ngày trước ngày lễ tưởng nhớ lãnh đạo nhân quyền Martin Luther King, ông Bloomberg nói rằng kế hoạch của ông sẽ giúp 1 triệu người Hoa Kỳ da màu trở thành chủ nhà trong vòng 10 năm, trong khi cũng tăng mạnh số doanh nghiệp do người da màu làm chủ. Ông cam kết trong một chương trình 70 tỷ đô la
để chống nghèo đói tại 100 khu dân cư bị thiệt thòi. Ông gọi kế hoạch của ông là Greenwood Initiative, đặt theo tên của một quận da màu thịnh vượng tại Tulsa, nơi bị một nhóm côn đồ da trắng san bằng năm 1921, làm hàng chục người và có lẽ là hàng trăm người da màu thiệt mạng. Ông Lubert đang vượt lên trong các cuộc khảo sát ý kiến dân chủ, khi ông dùng khối tài sản riêng khổng lồ để chi mạnh cho quảng cáo trên toàn quốc. Nhưng mà cựu thị trưởng New York vẫn đứng sau các đối thủ Bernie Sanders, Joe Biden và Elizabeth Warren trên toàn quốc và những người gốc Phi Châu, cũng như những người chiếm khoảng 25% cử tri dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Chính quyền tiểu bang Virginia chuẩn bị đối phó biểu tình quyền sở hữu súng. Hàng ngàn người được chờ đợi sẽ đổ đến thành phố Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia ngày hôm nay, cho một cuộc meeting ủng hộ súng mà nhà chức trách sợ rằng sẽ trở thành bạo động. Thống đốc Ralph Northam đã tuyên bố tình trạng khẩn trương trước cuộc biểu tình cấm vũ khí trong khu vực gần tòa nhà quốc hội. Ngày biểu tình mang tên là Lobby Day là một điều xảy ra thường niên, nhưng nhiều đạo luật kiểm soát súng thông qua tháng này bởi quốc hội tiểu bang do bên dân chủ nắm, trong một tiểu bang mà quyền sở hữu súng đã khá rộng rãi trong quá khứ, đã tạo ra sự tức giận cho nhiều người sở hữu súng và những tay tranh đấu cho quyền sở hữu súng. Tổ chức Virginia Citizen Defense League, một nhóm ủng hộ quyền sở hữu súng, vốn tổ chức cuộc biểu tình, nói rằng họ chờ đợi có đến 50.000 người đến tham dự. Nhiều chuyến xe bus từ những tiểu bang lân cận đã bán hết vé trước cuối tuần qua. Và nhiều nhóm, kể cả dân quân, vũ trang, cực hữu và nhóm Antifa, tức là phong trào chống phát xít địa phương, dự trù cũng sẽ đến tham dự. Một lần nữa, xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 18.14 của đài CBN. Bang Châu cùng với Quang Nhật sẽ trở lại ít phút với phần tin Việt Nam và đời sống.